nhắc lại. Các bạn đặt hàng vào ngày hôm nay có đến 90% cơ hội là phải nhận hàng sau Tết rồi. Mau shipper ổng chuẩn bị đình công đó mà. Bay vẫn nhận được gần cả 100 đơn hàng. Và có một số đơn đặc biệt hôm nay bay sẽ bóc khoảng mười mấy cái ra. Các bạn xem thử có gì đặc biệt nha. Đầu tiên là một đơn đặc biệt của một bạn đặc biệt. Bạn Nguyễn Thế Phương, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn này từng đặt rất nhiều đơn và đã có đơn 50 bộ thẻ nhân phẩm loại 3 trúng rất nhiều qua. Đơn có gì và trúng những gì nào? Giấy chuyền kiếm mì hảo Baxter lần đầu số lượng 1 bài tay Kimitsu no Yaiba, chuyến tàu vô tận số lượng 1 thẻ bay nhân phẩm Kimitsu no Yaiba ngẫu nhiên loại 1 số lượng 5, thẻ bay nhân phẩm Waifu ngẫu nhiên loại 5 số lượng 7, album đựng thẻ bay Naruto ngẫu nhiên 168 và thẻ bay nhân phẩm Naruto ngẫu nhiên loại 3 số lượng 2. Wow, một đơn hủy diệt. Giấy chuyền kiếm mì hảo, bộ bài Kimitsu no Yaiba, chuyến tàu vô tận, 5 sấp diệt quỷ cứu nhân số lượng 1, loại 1 số lượng 5, Naruto loại 3 số lượng 2, Waifu loại 5 số lượng 7. Waifu dày mỏng khác nhau, có một số rất nhiều hàng bên trong nha. Album Naruto đựng 160 tấm thẻ. Và đây là các phần quà bạn đã trúng thưởng. 3 cuốn album 40 ô của Naruto. Hàng này không có bán trên thị trường nha, chỉ trúng thưởng thôi nè. Và nó là nhân phẩm của bạn quá tốt luôn. Một hộp 3 có 50 phách là chỉ có một cuốn này thôi. Bạn đã mua hỗn hợp, chỉ có 50 phách mà trúng cả 3 album, tương đương với phải mua 150 phách đó. Thẻ cấp ZR Madara cấp ZR nha. Một trong những tấm thẻ cấp cao nhất của bộ thẻ này. Trong này có Madara và Sasuke cấp ZR thôi. Nhưng Sasuke chưa từng có một ai trúng thưởng cả, chỉ mới trúng Madara mà thôi. Rồi đi hàng và gói thêm quà cho bạn Nguyễn Thế Phương nha. Tặng quà gì cho bạn đây, quà dùng để trang trí nhỉ? Bay tặng thêm cho bạn một cái VS nha. Tới cho bạn Phương đây. Bạn Vũ Nhật Tân, 54 đường nhà máy số nhà 98, huyện Thới Lai. Thới Lai đâu ta? Bạn ghi chủ là cho em lên YouTube với nha anh Bay. Mà anh Bay ơi, lắp ráp kiếm sẵn. Đây là loại kiếm xui xui. Tất nhiên là nó chưa đến sẵn rồi. Nếu mà bay đến sẵn gửi đi, có khả năng lớn nó sẽ bị gãy. Mau mua đi, cho kiểu này nè bạn đó. Thay vì rồi bay sẽ hướng dẫn các bạn cách ráp cái kiếm này mà không cần keo nha. Thêm chút keo cũng ngon, mà không thêm cũng được luôn. Riêng cái kiếm xui xui khi tháo ra nó sẽ có 4 phần như thế này. Đó chính là đuôi kiếm, vỏ kiếm, vòng kiếm và lưỡi kiếm. Loại xui xui này mở ra nó có một cái ROM màu đen nè. Một bạn hướng dẫn ráp kiếm nè. Nhưng thôi để bay làm mẫu cho. Đầu tiên ta nhét cái vòng vào cái lưỡi kiếm như vậy. Ok chưa? Ở cuối kiếm có một cái hình tam giác nhỏ thế này. Và ở đây cũng vậy, nó cũng có một hình tam giác. Các bạn lắp vô cái là xong. Ủa? Lắp vô khá là cứng, khá là cứng. Cứng vậy nó mới chắc, không cần keo chứ. Bạn thích keo cũng được nha. Ấn xuống. À xong mày nha, không cần keo, xong rồi. Đó. Rất cứng chắc luôn. Còn khi bạn muốn vận chuyển đem đi đâu đó, chúng ta lại có thể lắp đi chỗ khác. Đây là mẫu mới không cần keo nha. Lắp rất cứng chắc và có thể tháo ra được. Khi tháo mạnh nó có thể xước cái ở dưới này đó, nhưng mà không ảnh hưởng vì cái này là phần không nhìn thấy được. Ok nha. Bay cũng khuyên là lắp ra lắp lại tầm hơn 20-30 lần thôi. Lắp nhiều quá có thể mòn và dùng keo đó. Xong rồi các bạn để sai. Đó là trở về trạng thái như ban đầu. Hãy lắp theo bài hướng dẫn. Gửi đi cho bạn Tân nào. Hãy tặng thêm cho bạn một Sanji ra xuất tóe lửa nha. Chàng bóc miếng màng này là như mới. Bạn Phạm Thị Thơm, phường 8 Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Quên trưng bày Tân Giro vòng lửa Kimitsu no Yaiba by Store số lượng 2. Kiếm vòng lửa Kimitsu no Yaiba số lượng 2. Đây chính là hai thanh kiếm của bạn nha. Với hai thanh kiếm này bay tặng thêm cho bạn một Tanjiro. Hello. Bạn Nguyễn Văn Nghĩa, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định. Sổ đen nói kèm bút by Store số lượng 1. Đây là sổ đen nói kèm cái bút lông chim nè bạn ơi. Tới luôn cho bạn Nghĩa nha. Bạn Thanh Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Wow, là một đơn hủy diệt thẻ bay nhân phẩm anime Naruto loại 3 số lượng 30. Tới luôn nha, đây là 30 cái thẻ của bạn. 30 bộ thẻ, chúc bạn may mắn và trúng được những thẻ cực hiếm và có được nhiều đồ ngon nha. Tới luôn cho Thanh Sơn nè. Bạn Phạm Thị Thơm, phường 8, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu. Bọn chuyến bay Tanjiro vòng lửa by Star số lượng 1. Là nó đây chứ đâu. Tanjiro là tới cho bạn Phạm Thị Thơm mà cái tên này bay nghe hơi quen quen. Bạn Phạm Ánh Tuyết, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, xã Phú Thạnh. Mô hình figure các nhân vật Kimitsu no Yaiba 18cm, Neyuko số lượng 1. Đây là Neyuko nha, một em tượng chưa hề lắp ráp. Em ấy sẽ ở trong một cái bọc như thế này và được chia hình các phần. Bay lại bỏ vô và bỏ một món quà bí mật cho bạn thoải mái đam mê nha. Tới cho bạn Thúy nha. Bạn Nhi Bình, xã Phú Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ô, đây là một đơn trúng thưởng các bạn ạ. À, ngoài ra bạn có đặt thẻ bay nhân phẩm Waifu ngẫu nhiên loại 5 số lượng 4. Waifu ngẫu nhiên loại 5 số lượng 4 đây. Lỡ trước bạn trúng được một cái huy hiệu Neyuko và một thẻ Kimitsu no Yaiba loại cấp cao siêu nhân phẩm. Tòa này bay cũng không biết có gì bên trong luôn. Là một thẻ cấp siêu cao nha. Huy hiệu dễ thương. Đây, tới hàng cùng phần thưởng cho bạn Nhi Bình nha. Bạn Võ Kim Thành, xã Phú Thạnh, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh. Dán nhiều đồ chơi cái thứ 11 và bóc phá mô hình Ultra Steel
Titan Titan ngon. Đây là mẫu kiếm Titan đẹp nhất của bay. Có cả bộ ODM kèm cây kiếm nhét vô vỏ nè. Rất là đẹp luôn. Ngoài ra con dán là quà tặng kèm của bạn. Bạn đã chọn món này. Tới cho bạn Thanh nha. Bạn Nguyễn Văn Quốc, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Móc phải kiếm Euro Ame không nút bấm tặng để kiếm hai tầng 25cm. Kiếm Ame của bạn đây nha. Chuẩn men luôn. Ame vẫn chưa bao giờ thuộc sở hữu của Euro cả. Bạn Nhân Nguyễn, Phương Hoa Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thẻ bay nhân phẩm waifu ngẫu nhiên loại 5 số lượng 3. Hàng đóng em waifu cho bạn Nhân Nguyễn ở trong này nha. Chúc bạn có em waifu nào thiệt là ngon nha. Tới cho bạn Nhân nào. Bạn Nguyễn Học Luật Tâm, phường 7, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang. Đào cụ hóa trang Euro bản hoạt hình trắng không đế. Ok bạn ơi, Euro bản hoạt hình trắng không đế loại rất là đẹp luôn. Kể về chi tiết vỏ, lẫn tay cầm đều hơn hẳn loại ngày xưa. Ngon lành ngay. Ngay cả dòng kiếm gỗ có rất nhiều dòng khác nhau, chứ phải là 7-8 dòng khác nhau rồi. Có chất lượng thấp, chất lượng cao. Nhìn hình chụp thì nó y nhau, nhưng khi dùng mới biết làm nó ngon hay nó dở. Bấy tặng bạn Tâm một móc khóa Euro Luffy nữa nha. Bạn ai đó, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn ai đó đã quay lại với lại rất nhiều là SSS. Hàng của bạn là sẽ được gửi đi vào ngày mai nha. Hàng này in không kịp nha. Ok. Bạn Trần Long Khánh, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Móc khóa ranh giới hư ảo Kirito. Hàng này bay tạm hết hàng trong kho rồi. Bên shop Bay Store 3 sẽ gửi cho bạn nha. Hàng được đi vào chiều nay. Nhưng tới Tết hay không thì hên xui à. Có thể các bạn sẽ nhận được sau Tết nha. Hãy chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Bạn Ngọc Danh, vòng xoay Trà Ôn, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long. Bướm AOT. Đây chính là dao bướm Master Titan bạn nhé. Loại cực đẹp mà bay chỉ còn khoảng 11 cái nữa là hết. Tới luôn cho bạn Ngọc Danh nha. Chốt đơn bằng đơn bạn Thanh Duy. Bạn yêu cầu lên TV vào đúng giờ giờ khi hàng đã gói rồi. Bạn Thanh Duy, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre. Thẻ bay nhân phẩm quá thu ngẫu nhiên loại 5 số lượng 3. Hàng của bạn đang đóng gói cùng món quà nho nhỏ trong này nha. Rồi tới cho bạn Duy và kết thúc cái video này luôn. Qua ngày mai tỷ lệ là 99% không thể nhận được trước Tết rồi các bạn nha. Và bây giờ thì bye bye. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Bay Store.